Chào mừng các em đã đến với buổi học ngày hôm nay. Trong tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, các nhà tổ chức, những huấn luyện viên đã phải sắp xếp địa hình. Trong trận chiến đấu, các vị tướng đã phải bố trí các đạo quân, cánh quân thành thế trận. Còn trong việc tạo lập văn bản, có cần phải được bố trí và sắp đặt theo một cách nhất định hay không? Bài học bố cục trong văn bản sẽ giúp em trả lời câu hỏi đó. Các em sẽ học bài học ngày hôm nay, bố cục trong văn bản. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu thứ nhất là bố cục và những yêu cầu của bố cục trong văn bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu bố cục của văn bản là gì, những yêu cầu về bố cục trong văn bản và các thành phần của bố cục. Và sau đó tập. Và trước hết cô trò chúng ta sẽ đi vào phần. Em ghi cho cô phần một nhỏ, bố cục của văn bản là gì. Em hãy quan sát lá đơn sau và cho biết nó được sắp xếp theo trình tự nào. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin nghỉ học, kính gửi cô giáo chủ nhiệm và cô giáo phụ trách bộ môn ngữ văn. Tên em là Nguyễn Văn A, học sinh lớp 7B. Sau thời gian nghỉ học, em hứa sẽ ghi chép và học bài đầy đủ. Nếu nói dối hoặc không học bài, em xin chịu mọi hình phạt mà cô và nhà trường đưa ra, mong được sự đồng ý của cô. Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày 10 tháng 9 năm 2021. Lý do viết đơn em bị ốm, em xin chân thành cảm ơn. Biên Hòa ngày 10 tháng 9 năm 2021, người làm đơn Nguyễn Văn A. Theo em, việc sắp xếp mà nội dung lá đơn theo trình tự như thế này có hợp lý hay không và vì sao? Và nếu không hợp lý thì em hãy sắp xếp lại cái nội dung lá đơn này sao cho phù hợp. Chúng ta thấy là nội dung cái lá đơn này đang bị đảo lộn, thứ tự giữa các câu văn là đang không hợp lý. Và chúng ta có thể sửa lại lá đơn như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin nghỉ học, kính gửi cô giáo chủ nhiệm và cô giáo phụ trách bộ môn ngữ văn. Tên em là Nguyễn Văn A, học sinh lớp 7B. Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày 10 tháng 9 năm 2021. Lý do viết đơn em bị ốm. Sau thời gian nghỉ học, em hứa sẽ ghi chép và học bài đầy đủ. Nếu nói dối hoặc không học bài, em xin chịu mọi hình phạt mà cô nhà trường đưa ra. Mong được sự đồng ý của cô. Em xin chân thành cảm ơn. Biên Hòa ngày 10 tháng 9 năm 2021. Người làm ơn Viễn Ngân. Từ cái bố cục của lá đơn trên, chúng ta có thể đưa ra cái trình tự sắp xếp một lá đơn như sau. Thứ nhất là quốc hiệu tiêu ngữ, thứ hai là tên đơn, thứ ba là người gửi, thứ tư là người nhận, thứ năm là lý do lời hứa, thứ sáu là lời cảm ơn và cuối cùng là ngày tháng năm và ký tên. Theo em có nên viết tên đơn trước tên tiêu đề được không, hay lời hứa, lời cam đoan viết trước lý do được không? Chúng ta thấy là không nên. Văn bản sẽ như thế nào nếu các ý trong đó không được sắp xếp cho một trình tự, một hệ thống? Các em thấy là khi mà không được sắp xếp theo một cái trình tự và hệ thống thì văn bản sẽ không được tiếp nhận, người đọc sẽ không thể hiểu được. Do vậy là văn bản cần được sắp xếp theo một cái trình tự nhất định. Và cái sự sắp xếp nội dung các phần trong văn bản theo một cái trình tự hợp lý được gọi là bố cục. Vậy theo em, vì sao khi xây dựng văn bản phải quan tâm tới bố cục? Và cho cô một cái ví dụ. Chúng ta thấy là khi xây dựng văn bản thì cần quan tâm đến bố cục để bố trí sắp xếp các phần, các đoạn theo một cái trình tự, một hệ thống rành mạch, hợp lý. Như vậy thì văn bản sẽ có sức thuyết phục. Cô có bài tập nhanh như sau. Hãy sắp xếp các ý sau đây để tạo thành một cái văn bản có bố cục rõ ràng. Câu thứ nhất, Đà Lạt còn thật đáng yêu với đủ loại hoa có sắc màu và kiểu dáng khác nhau. Câu thứ hai, giờ chân đi nhưng tôi biết chắc mình sẽ trở lại Đà Lạt vào một ngày không xa. Câu thứ ba, con người nơi đây thân thiện và mến khách vô cùng. Câu thứ tư, tôi ngây ngất trước sắc xanh sâu thẳm của màu thông trên suốt dọc đường vào trung tâm thành phố. Câu thứ năm, kỳ nghỉ hè này tôi đến với Đà Lạt. Câu thứ sáu, Đà Lạt là thành phố dễ làm người ta yêu mến ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới đây. Câu thứ bảy, thành phố bắt đầu với những rừng thông bạt ngàn. Câu thứ 8, nhiều loài hoa mới tôi mới nhìn thấy lần đầu và không khỏi ngạc nhiên vì sắc đẹp của chúng. Và nhiệm vụ của chúng ta là mình sẽ sắp xếp các câu văn
sao cho một cái hành trình tự hợp lý, có bố cục rõ ràng. Thì chúng ta có thể sắp xếp lại cái bố cục của bài văn là như sau. Thứ tự đúng sẽ là câu số 5 tới câu số 6, câu số 3 tới câu số 7, câu số 4, câu số 1 đến câu số 8 và câu số 2. Theo chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ, những yêu cầu về bố cục trong văn bản. Cô trò chúng ta sẽ đi xét hai cái ví dụ trong sách giáo khoa trang 29 và trả lời những câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hai câu chuyện trên đã rõ bố cục chưa? Ví dụ như là gồm mấy đoạn văn, các câu văn trong mỗi đoạn có tập trung quanh một ý chung thống nhất không? Và ý của đoạn văn này và ý của đoạn văn kia có phân biệt rõ với nhau không? Câu thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách kể chuyện trên có bất hợp lý ở chỗ nào? Và câu hỏi thứ ba đó là theo em nên sắp xếp bố cục của hai câu chuyện trên như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu đoạn thứ nhất. Có một con ếch quen thói coi trời bằng vung, cứ nghênh ngang đi lại khắp nơi, nhưng nháo nhìn trời và kêu ộp ộp. Trước kia, ếch sống ở trong giếng, tại vì năm ấy trời mưa, nước trong giếng dâng lên bờ, đưa ếch ta ra ngoài. Trước đó, ếch ta đã từ đáy giếng nhìn lên và nó thấy trời bé tí tị chỉ bằng cái vung thôi. Còn nó thì lại oai ghê lắm, vì nó đã cất tiếng kêu thì tất cả bọn cua ốc nhái ở giếng đều phải hoảng sợ. Cuối cùng nó bị một con trâu dẫm bẹp, từ đấy trâu trở thành người bạn của nhà nông. À, chúng ta có thể thấy là cái đoạn văn này không có bố cục vì các câu, các đoạn được sắp xếp lộn xộn, không rành mạch. Và nội dung giữa các câu trong mỗi đoạn và giữa hai đoạn với nhau chưa gắn bó, thống nhất, chưa tập trung thể hiện một cái chủ đề. Và nó không thể hiện được cái sự là ăn nhập với ý nghĩa của cốt truyện. Do vậy là nó chưa đạt được cái. Và chúng ta có thể sửa lại cái văn bản trên như sau. Chính là cái văn bản là ếch ngồi đáy giếng ở sách giáo khoa ngữ văn 6. Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hàng ngày nó cất tiếng kêu ộp ộp, làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung, và nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm nọ, trời mưa to, làm nước trong giếng dày lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài. Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ộp ộp. Nó nhưng nháo đưa cặp mắt lên nhìn bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh, nên đã bị một con trâu đi qua dẫm bẹp. Các em thấy là cái văn bản này thì được ta sắp xếp theo một cái trình tự là hợp lý và bố cục rõ ràng, khiến cái nội dung và ý nghĩa của chuyện cũng rất là dễ hiểu. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái đoạn thứ hai. Ngày xưa có một anh tính rất hay khoe. Một hôm anh ta may được cái áo mới, liền đem ra mặc rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng tới chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm. Nhưng rồi anh ta cũng khoe được áo với một người rằng, từ lúc tôi mặc cái áo mới này tôi chả thấy con lợn nào chạy qua đây cả. Đấy là cho người kia tính cũng hay khoe, bỗng không biết từ đâu tất tưởi chạy đến hỏi anh ta, bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? Các em thấy là cái đoạn văn này cũng có bố cục chưa hợp lý và các câu các đoạn được sắp xếp là chưa có mạch lạc và không tạo ra tiếng cười, do đó là nó giảm cái hiệu quả phê phán. Và chúng ta có thể sửa lại cái đoạn văn trên như sau. Chính là cái văn bản lợn cưới áo mới trích trong sách giáo khoa ngữ văn 6. Ngày xưa có một anh tính rất hay khoe. Một hôm anh ta may được cái áo mới, liền đem ra mặc rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng tới chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm. Nhưng rồi anh ta cũng khoe được áo với một người rằng, từ lúc tôi mặc cái áo mới này tôi chả thấy con lợn nào chạy qua đây cả. Đấy là do người kia tính cũng hay khoe, bỗng không biết từ đâu tất tưởi chạy đến hỏi anh ta, bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? À, các bạn thấy là khi mà chúng ta sắp xếp cái văn bản này theo thứ tự như này thì sẽ làm cho cái ý nghĩa câu chuyện trở nên rõ ràng và gây qua việc tìm hiểu hai cái đoạn văn trên, vậy theo các em thì điều kiện để bố cục được rành mạch hợp lý là gì? Chúng ta thấy là cái điều kiện để bố cục văn bản được rành mạch hợp lý
Thứ nhất là nội dung các phần phải thống nhất, chặt chẽ nhưng rạch ròi. Thứ hai là trình tự sắp xếp các phần phải đạt được cái mục đích. Biết được các phần của bố cục như thế nào thì cô trò chúng ta sẽ sang phần 3 nhỏ, các phần của bố cục. Em hãy nêu nhiệm vụ của 3 phần mở bài, thân bài và kết bài trong văn miêu tả và trong văn tự sự. Trước hết, ở văn bản miêu tả thì chúng ta thấy là mở bài là giới thiệu đối tượng, thân bài là miêu tả về đối tượng và kết bài là cảm nghĩ về đối tượng. Còn trong văn bản tự sự thì mở bài là giới thiệu sự việc, thân bài là diễn biến của sự việc và kết bài là cảm nghĩ về sự việc. Chúng ta thấy là trong văn bản miêu tả và văn bản tự sự thì đều có bố cục là 3 phần, gồm có mở bài, thân bài và kết bài. Và mở bài thì đều làm nhiệm vụ là giới thiệu, thân bài thì làm nhiệm vụ đó là trình bày về cái đối tượng, và kết bài đều là cái cảm nghĩ về cái đối tượng, cái sự việc đó. Qua cái việc tìm hiểu bố cục của văn bản tự sự và văn bản miêu tả, bạn nào có thể cho cô biết là có cần phân biệt rõ ràng nhiệm vụ của mỗi phần mở bài, thân bài và kết bài hay không? Vì sao? Chúng ta thấy là cần phải phân biệt rõ ràng nhiệm vụ của mỗi phần mở bài, thân bài và kết bài, vì mỗi phần có một nội dung riêng biệt để tạo cho văn bản một cái sự rành mạch và hợp lý. Và có bạn đã nói rằng phần mở bài chỉ là sự tóm tắt rút gọn của phần thân bài, còn kết bài chẳng qua chỉ là sự lặp lại lần nữa của mở bài. Nói như vậy có đúng không và vì sao? Chúng ta thấy là mở bài chỉ là giới thiệu đối tượng và sự việc, dẫn dắt người đọc, còn kết bài là phần bộc lộ cảm xúc của cá nhân về đối tượng và sự việc, tóm gọn và nâng cao hơn nữa cái nội dung so với mở bài. Do vậy thì nó không có thể giống nhau được. Bạn khác lại cho rằng nội dung chính của việc miêu tả và tự sự dồn cả vào thân bài nên mở bài và kết bài là phần không cần thiết lắm. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Chúng ta thấy là tuy nội dung chính của việc miêu tả được dồn cả vào phần thân bài nhưng phần mở bài và kết bài vẫn rất cần thiết, vì mở bài ngoài nhiệm vụ giới thiệu đề tài của văn bản còn giúp người đọc đi vào đề tài đó một cách dễ dàng, tự nhiên và hứng thú. Còn kết bài là nêu cảm nghĩ và lời hứa hẹn làm cho văn bản để lại cái ấn tượng tốt đẹp trong lòng người đọc. Ghi cho cô cái ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 30. Và để hiểu rõ hơn về phần, chúng ta sẽ đi làm bài tập số 2 trong sách giáo khoa trang 30, tìm bố cục cho văn bản cuộc chia tay của những con búp bê. Có thể kể câu chuyện ấy theo một bố cục khác được không? Thì các em đã được học văn bản cuộc chia tay của những con búp bê rồi, và chúng ta cũng đã nắm được cái bố cục của văn bản. Và tác giả Khánh Hoài đã tìm cho văn bản cái bố cục rất là hợp lý. Và chúng ta có thể kể câu chuyện ấy theo một cái bố cục khác. Thứ nhất, cách thứ nhất, chia theo thời gian sự việc, là hai anh em Thành và Thủy chia đồ chơi. Thủy đến trường chia tay cô giáo và các bạn, và hai anh em chia tay nhau. Cách thứ hai đó là theo cảm xúc. Thứ nhất là tâm trạng, thái độ của hai anh em Thành và Thủy khi nghe mẹ nhắc phải chia đồ chơi. Thứ hai là tâm trạng, thái độ của hai anh em Thành và Thủy lúc chia đồ chơi. Thứ ba là tâm trạng và thái độ của hai anh em Thành và Thủy lúc đến trường chia tay cô giáo và các bạn. Và cuối cùng là tâm trạng và thái độ của hai anh em Thành và Thủy lúc chia tay nhau. Và chúng ta có một cách chia nữa, đó là chia theo bố cục 3 phần. Phần mở bài là giới thiệu nhân vật anh em Thành và Thủy và tình huống phải chia đồ chơi. Thân bài thì chúng ta nêu diễn biến cuộc chia đồ chơi. Và kết bài đó là kết thúc chuyện cuộc chia tay của hai anh em. Đó là một số cái bố cục mà chúng ta có thể chia cho cái văn bản cuộc chia tay của những con búp bê. Tiếp theo là bài tập số 3 trong sách giáo khoa trang 30. Có một bạn được phân công báo cáo kinh nghiệm học tập tại hội nghị học tốt của trường. Bạn ấy dự định viết bản báo cáo theo một bố cục gồm 3 phần như sau. 1. Mở bài, chào mừng các đại biểu, các thầy cô và các bạn đã tham gia hội nghị. 2. Thân bài, thứ nhất, nêu rõ bản thân đã học thế nào trên lớp. Thứ hai, nêu rõ bản thân đã học thế nào ở nhà. Thứ ba, nêu rõ bản thân đã học thế nào trong cuộc sống. Thứ tư, nêu thành tích hoạt động của đội. Và
thành tích của văn nghệ của bản thân. Phần 3 La Mã là kết bài, là chúc hội nghị thành công. Theo em thì bố cục trên đây đã rành mạch và hợp lý chưa? Vì sao? Theo em thì có thể bổ sung thêm điều gì? Chúng ta thấy là cái bố cục của bản báo cáo này có chỗ là chưa rành mạch và hợp lý. Thứ nhất là mở bài thì sau lời chào mừng thì đã giới thiệu họ tên, cần giới hạn đề tài báo cáo. Thứ hai, phần thân bài là bỏ đi phần thứ tư. Thứ ba là phần kết bài là trước lúc hội nghị thành công thì cần tóm tắt những điều trình bày, mở hướng mới những ý định. Chúng ta có thể sửa lại bài tập này như sau. Phần mở bài: chào mừng các đại biểu, các thầy cô và các bạn tham dự hội nghị, giới thiệu họ tên của người báo cáo. Phần thân bài: nêu rõ kinh nghiệm của bản thân đã học như thế nào ở trên lớp. Thứ hai là nêu rõ kinh nghiệm của bản thân đã học như thế nào ở nhà. Và thứ ba là nêu rõ kinh nghiệm của bản thân đã học như thế nào trong cuộc sống. Và kết bài thì chúng ta tóm tắt lại những điều đã trình bày, gợi mở ra những hướng mới và chúc hội nghị thành công. Đó là cô có một số bài tập vận dụng như sau. Bài tập số 1, định nghĩa nào sau đây thể hiện rõ nội dung của bố cục văn bản? A. Sự sắp đặt nội dung của các phần theo trình tự hợp lý. B. Sự sắp xếp hình thức của văn bản theo quy ước thống nhất. C. Mở bài theo cách trực tiếp hay gián tiếp. D. Trình bày một cách hợp lý phần mở bài và kết bài sao cho tạo ấn tượng đầu cuối tương ứng. Đáp án đúng của chúng ta là đây là đáp án A, đó là sự sắp đặt nội dung của các phần theo trình tự hợp lý. Câu hỏi số 2, phần mở bài có vai trò như thế nào trong một văn bản? A. Giới thiệu các nội dung của văn bản. B. Nêu diễn biến của sự việc, nhân vật. C. Giới thiệu sự vật, sự việc, câu chuyện. D. Nêu kết quả của sự việc, câu chuyện. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, đó là giới thiệu các nội dung của văn bản. Bài tập số 3, mục đích của việc sắp xếp bố cục của văn bản là gì? A. Thể hiện chủ đề của văn bản. B. Thể hiện điểm khác biệt của tác giả. C. Thể hiện việc văn bản có sắp xếp đúng quy ước. D. Cả A, B, C đều đúng. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Cái việc sắp xếp bố cục của văn bản là thể hiện cái chủ đề của văn bản. Câu hỏi số 4, phần mở bài và kết bài thường có cấu tạo như thế nào? A. Không cần tách thành những đoạn văn riêng biệt. B. Hai đoạn văn. C. Một đoạn văn. Và D. Nhiều đoạn văn. Và đáp án của chúng ta là đáp án C, một đoạn văn. Các em về nhà mình sẽ luyện tập lại cái bài tập cũ và xây dựng bố cục cho cái đề văn, kể lại một việc tốt mà em đã làm và soạn bài mạch lạc cho văn bản cho cô. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào lần sau nhé.